Nếu với 1 triệu bản ghi trong cơ sở dữ liệu ấy, trong một bảng ấy, thực hiện một lần dưới sao rồi MySQL nó thực hiện cái việc lấy dữ liệu ra dừng 30 giây, mất đến tận 30 giây. Bây giờ các bạn vào Facebook, các bạn chờ 10 giây thì có chịu không? Đúng không? 10 giây còn có chịu, 7 giây còn có chịu nữa là 30 giây. Đấy là 30 giây chỉ thực hiện riêng cái việc mà query là chỉ là người đấy, chưa hiển thị đâu đấy. Đúng không? Thế vậy thì tính ra cái thời gian để hiển lên nó phải bằng 1 phút. Thế chết. Đúng không? Trong khi đó chúng ta khi mà làm web đôi lúc nhớ được con số đó là 6 giây. Không bao giờ được phép thực hiện một cái tác vụ nào đấy mà đến mức là chờ bắt người ta chờ 6 giây. Thế thì là chết, không ai quay lại được chúng ta được. Được chưa? 6 giây là mức tối đa người dùng có thể chờ các bạn. Quá cái số giây đấy lên thì các bạn điền cứ lên. Được chưa? Và ngày xưa tôi cũng biết cái trò index này lắm. Mãi về sau đi làm đấy. Đó là khi chúng ta thực hiện tìm kiếm trong một cái bảng nào đấy mà chúng ta select sao from tên bảng where, tên cột bằng cái điều kiện gì đấy tương tự như thế đúng không? Thì chúng ta nếu cái cột để tìm kiếm ấy, mà chúng ta thực hiện đánh index cho nó thì cái performance của cái việc truy vấn dữ liệu ra ngoài ấy, nó tăng lên khoảng hơn 10 lần cho đến khoảng 20 đến 30 lần. Thậm chí nếu gọi cách tốt nó tăng lên hơn 100 lần. Đó, đấy là giải pháp về performance. Có những bài toán sinh viên tôi đi làm có những cái thằng nó thử nó query 1 triệu bản ghi, sau đó nó đánh index cái cột, một cái cột đơn giản gọi là username, nó query truy vấn tiếp số giây còn khoảng trên dưới 1 giây trong 1 triệu bản ghi. Đó, cái số lượng thời gian nó chênh lệch rất là lớn, nhưng mà đấy là cái lợi ích của nó. Nếu mà chỉ nghe 1 chiều như vậy thì chúng ta sẽ nảy sinh là thế vậy thì cột nào mình đặt index, đúng không? Chọn nhá, cột nào mình đặt index cho nó nhanh, càng nhặt nhiều thì càng nhanh mà, đúng không? Nhưng mà nó cũng có điểm dở, chẳng có cái gì mà không có điểm tốt điểm xấu cả. Đó là khi các bạn đánh index cho một cột nào đấy, thực ra nó chẳng có dạng một gì cả. Nhưng mà khi các bạn đánh index ấy, thì cái cơ sở dữ liệu của chúng ta nó sẽ tự động đánh trọng số, tức là lưu trữ cái trọng số, tức là cái từ của cái những cái dữ liệu của cột này vào một chỗ nào đấy, để sau này khi các bạn tìm kiếm nó, tìm kiếm trong một cái bộ nhớ tạm nào đấy của nó đã lưu trữ rồi, nó lấy ra thì nhanh hơn rất là nhiều. Được chưa? Ví nó giống như cái việc các bạn làm bây giờ, các bạn đã bao giờ đi câu chưa, đi câu cá đến đây ngồi bạn chú giúp dưới đi câu cá không? Câu bằng cái gì? Mồi là bằng cái gì? Run đúng không? Run. Thế bây giờ các bạn đi câu, nhưng mà các bạn phải mỗi một lần câu một con cá xong hết mồi, các bạn phải đi cuốc đất nhanh hơn, hay là các bạn đào run sẵn đặt vào một cái giỏ mang đi câu đến đâu hết mồi đến đâu lại nhét run vào đến đấy nhanh hơn? Đào run sẵn đúng không? Thì cái index nó chính là cái hành động các bạn đào sẵn con run này. Tất nhiên khi mà để các bạn có run thì cái thời gian các bạn có run ở trong giỏ á, thì cái thời gian các bạn lấy cuốc nó lâu hơn so với cái thời gian mà các bạn vớ được con run, các bạn chạy con quăng câu xong rồi lại đi đào tiếp, đúng không? Thì như vậy ở đây tình huống là gì? Khi các bạn index này, chúng ta thực hiện update và insert dữ liệu với cơ sở dữ liệu, nó sẽ lâu hơn một chút. Nó lâu hơn một chút bởi vì nó mất thời gian index đánh sắp xếp lại index. Được chưa? Nhưng mà nó sẽ có lợi ích khi mà dữ liệu của chúng ta lớn lên. Được chưa? Khi dữ liệu của chúng ta lớn lên rồi thì các cái cột này, những cái dữ liệu này nó sẽ đạt được cái trọng số, cho nên nó lấy rất là nhanh. Hiểu vấn đề chưa? Đó, câu hỏi là một câu hỏi được gặp thường xuyên khi đi phỏng vấn. Phỏng vấn xin việc. Hả? đấy là cái ví dụ tôi vừa mới nghĩ ra thì cũng chẳng ai dạy được. Đó. Thường thường cái câu hỏi trước có hai thằng sinh viên, thằng Hưng béo với lại thằng Trung chó. Thằng đấy, hai thằng đấy nó đều đi sinh viên, một thằng ở GVB, bây giờ đang làm ở GVB, một thằng đang làm ở VC Corp. Thì thằng Trung đi phỏng vấn thì gặp câu này, phỏng vấn ở VC. Đó, đấy là loại index thứ 3. Chúng ta còn loại index thứ 4 nữa. Đó là loại FK Foreign Key. Anh còn gọi là khoáng loạn.
là gì không? Foreigner, foreign people. Người nước ngoài, đúng rồi. Đấy, học tiếng Anh luôn. Khóa ngoại. Thì cái khóa ngoại này thì nó giải đến phần giải quyết về về quan hệ giữa các bạn với nhau, thì tôi sẽ nhắc chúng ta. Tôi sẽ giải quyết và tôi sẽ nhắc lại và tôi sẽ định nghĩa lại. Được chưa? Thế bây giờ để tạo ra các cái index này ở trong cái cơ sở dữ liệu, chúng ta làm như thế nào? Dễ thôi. Ví dụ đây, mở Navicat lên. K31B2 đi đúng không? Trong này chúng ta có mỗi một cái bảng này, bảng user vào design. Design table. Để một cái cột được xét là key, primary key thì bấm vào đây. Bấm vào đây này. Đấy chưa? Sau đó để cái cột này được xét cái thuộc tính auto increment thì bấm vào đây. Đấy, bấm vào dưới này. Nó có nút auto increment. Đây là tôi chỉ dạy các bạn thao tác thôi. Chứ còn thực ra chúng ta có thể xét làm cái việc này bằng câu lệnh. Nhưng mà học cái đấy thì nó quá lâu, nó không đủ thời gian cho chúng ta thực hành cũng như là làm những cái việc khác, cho nên các bạn tự học cái đấy. Chắc là tí nữa tôi sẽ cho bài tập về nhà để tự tìm hiểu. Được chưa? Xong, đấy là tạo key. Trong trường hợp mà cột thứ hai, cột email đó các bạn muốn nó là key thì các bạn lấy bấm vào đấy. Đây này. Ủa? Đây, kích này, cách một cái. Thấy không? Cách một cái nó trở thành key luôn. Được chưa? Đấy là key. Tiếp theo đó là một cái cột nào đấy muốn làm foreign à muốn làm unique đúng không? Unique thì giờ làm nào? Ở trong này nó không có đâu. Ở ngay đây nó không có đâu nhá. Được chưa? Các bạn xếp cái này xuống. Ctrl S để lưu nó xuống đã. Xong các bạn chỉ tiếp vào cái cột nào mà các bạn muốn nó là unique, ví dụ cột email này chẳng hạn. Được chưa? Vào design table á. Các bạn nhìn thấy cái index này không? Có nhìn thấy cái tab index không? Kích vào đây. Bây giờ tôi set cái email là unique nhá. Các bạn coi này. Các bạn có cái nút cộng này không? Không á. Thế nó ở chỗ nào? Hoặc là new index thì phải. Đúng không? Một chỗ nào đấy có cái chữ index. Đừng xem nào. Head index đấy. Rồi. Các bạn nhìn cái chữ head index đúng không? Kích vào đấy. Đây, ví dụ như của tôi kích vào đây nó sẽ ra một ô trống đúng không? Tiếp theo đến fill. Fill là cột dữ liệu, cái cột nào chúng ta sẽ đánh được đánh index, chúng ta bấm vào cái nút ba chấm này này thì chúng ta chọn cái thằng email. Được chưa? Xong ok. Xong chọn index type thì chúng ta có nhìn cái chữ unique không? Unique này. Click vào. Xong chọn index method thì không chọn cũng được, hoặc là chọn btree. Sau đó là xếp xuống. Ctrl S xếp xuống. Xong. Thế là trở thành unique. Được chưa? Xong chưa? Bây giờ tôi sẽ mở cái dữ liệu ở trong cái bảng user này ra. Ví dụ đây là đang có thằng sang HIV, sáng HIV gì đấy đúng không? Được chưa? Bây giờ tôi sửa cái email của thằng Thanh Nguyễn này trở thành sang HIV giống như trên. Được chưa? Tôi enter xuống, kích ra ngoài. Nhìn thấy gì? Lỗi duplicate entry sang hiv@gmail.com for key là email. Được chưa? Chúng ta nó không phép cho phép chúng ta viết dữ liệu ở hai bản ghi giống nhau ở trong này đâu, yên tâm. Được chưa? Nó không cho phép chúng ta làm cái việc đấy. Các bạn test thử đi xem có được không?
Hả? À, không được cái gì? Thì báo lỗi là đúng rồi. Tưởng không báo lỗi chứ có vấn đề, nhưng mà báo lỗi là chuyện bình thường. Được chưa? Xong chưa? Tiếp theo nếu mà đánh một cột là index thường ấy thì chúng ta vẫn có index này, chúng ta tạo thêm mới một cái index nữa. Sau đó chúng ta chọn cái cột, ví dụ tôi chọn cột username chẳng hạn, hoặc là chính là cái cột name này tôi chọn vào đây. Ok, để dạng normal. Normal này. Hoặc là full text cũng được, nhưng mà thường thường là để normal. B3. Xếp xuống. Xong. Đó. Được chưa? Dễ lắm. Trông thằng cái đần thối ấy. Được chưa? Đấy là ba kiểu index của chúng ta: primary key, unique và index bình thường. Xong chưa nhỉ? Được chưa? Tiếp. Sang lý thuyết tiếp theo. Được chưa? Ngấm được chưa? Phần này có hiểu không? Tâm có hiểu không? Hả? Cái gì? Lại đi. Nói lại cái gì phần nào? Không. Nói lại từ đầu thì gì? Chịu. Về tự xem lại video. Tức là như này nha, tôi nhắc lại một lần nữa này. Trong cơ sở dữ liệu của chúng ta và cụ thể trong một bảng, nó có một vài thứ nó gọi là cái key hay gọi là cái index. Mỗi một cái khái niệm index nó sẽ áp dụng một cột nào đấy. Được chưa? Một hoặc vài cột nào đấy. Thì cái việc áp dụng cái này nó sẽ có vài lợi ích. Được chưa? Mỗi một cái loại key nó sẽ có một cái lợi ích khác nhau. Ví dụ như primary key nó sẽ giúp chúng ta xác định được một cái cột, dữ liệu trong cột là duy nhất, và dùng cái dữ liệu đấy để xác định luôn cả một hàng, cả một cái row, cả một hàng ấy. Được chưa? Hiểu không? Kiểu dữ liệu ở trong cái primary key này thường thường người ta để dạng là int và có cái auto increment. Được chưa? Set, để set một cột nó là primary key thì đây. Vào object này, chọn bảng ở chuột phải là design table này. Sau đó là tab đến cái cuối cùng này, chúng ta bấm vào cái key, thấy không? Nó nhấp nháy và chọn auto increment thì đây. Được chưa? Đấy là cách tạo ra cái primary key. Được chưa? Cái primary key này thì khi chúng ta insert dữ liệu, hoặc cái primary key khi mà có auto increment này, thì khi mà insert dữ liệu chúng ta không phải insert dữ liệu cho cái cột này nữa. Được chưa? Cái cột nào được set là primary key chúng ta không phải insert nữa, mà nó sẽ tự động tăng lên. Được chưa? Đó. Còn cái cột, cái loại index thứ hai là loại unique. Loại unique là cái loại nó sẽ giúp chúng ta là set cho cái dữ liệu ở trong cái cột đấy luôn luôn là duy nhất, không được phép trùng dữ liệu giữa hai bảng, hai cột, hai cái bảng ghi với nhau, tức là hai dòng với nhau, không bao giờ ở trong cái cột đấy được phép trùng dữ liệu. Nó sẽ báo lỗi luôn. Tạo ra cái unique này thì chúng ta làm như thế nào? Tạo bảng, đầu tiên phải tạo bảng trước, sau đó vào index này, vào tab index này. Kích vào cái field, bấm vào đây, chọn email, chọn cột đấy. Sau đó là chọn loại, loại index thì chúng tôi chọn unique. Kiểu dữ liệu, index method tôi chọn là B3, sau đó tôi save xuống. Được chưa? Còn cái kiểu thứ ba là kiểu index bình thường như này, normal. Thì nó sẽ giúp chúng ta là đánh trọng số các cái bảng ghi lưu trữ tạm thời những cái dữ liệu của cột đấy vào trong cái chỗ nào đấy, vào trong cơ sở dữ liệu. Để nó sẽ giúp chúng ta tăng cái hiệu suất khi mà truy vấn dữ liệu ra, khi mà thực hiện một lệnh select với dữ liệu cực kỳ nhiều luôn, khoảng 1 triệu, 2 triệu, 5 triệu bảng ghi, thì tốc độ nó sẽ nhanh hơn nhiều. Được chưa? Và cái cách tạo thì dễ, giống như foreign key thôi, unique key thôi, chẳng qua là chúng ta chọn cái index time này là normal. Thế là xong, xếp xuống. Được chưa? Tiếp theo, tạm thời gác cái foreign key này nhé. Foreign key này sẽ xảy ra khi mà chúng ta có cái quan hệ.
như sau. Ví dụ bây giờ chúng ta đang đối mặt với một cái dự án, tức là ví dụ trường giao hay là khách hàng bàn giao cho chúng ta một cái dự án liên quan đến việc là tạo ra một website để giúp người ta bán hàng, bán đồ, ví dụ như điện thoại di động, đúng chưa? Thì chúng ta cái việc đầu tiên của chúng ta phải xác định được cái đề tài và cái thực hiện, xác định những cái thực thể. Thì bây giờ chúng ta thử thì xác định nhé. Ví dụ thực thể chính của chúng ta trong cái quá trình bán cái sản phẩm đấy là gì, gồm những thực thể gì? Minh Tổ, điện thoại luôn. Nhớ sau này người ta muốn bán thêm sạc điện thoại thì lại phải cốt thêm rồi, đúng không? Ở đây cái là chết rồi, đúng không? Là gì? Hiểu. Thực thể đầu tiên là gì? Thực thể là những cái thứ mà chúng ta phải quản lý, đúng không? Sản phẩm. Xong, một cái thực thể. Tiếp theo là gì? Ok, sản phẩm chính xác một cái. Cái thứ hai là gì? Tốn. Sản phẩm nó nằm trong giá. Giá nằm trong sản phẩm, quên. Khách hàng. Thực thể thứ hai. Tiếp. Các bạn để ý nhé. Bây giờ tôi vào cái website cụ thể luôn này. Thế giới di động đúng không? Ồ, chết. Thế luôn. Đây. Đây là các sản phẩm đúng không? Đúng chưa? Chuẩn chưa? Thế đây là gọi là cái gì? Hả? Ừ. Có danh mục chứ, đúng không? Danh mục này dùng để làm gì? Chọn đó. Thứ nhất là để tổ chức cái website của chúng ta nó dễ hơn. Cái thứ ba nữa là giúp người dùng tìm kiếm các sản phẩm nó được phân chia như này thì sẽ dễ dàng tìm kiếm hơn, đúng chưa? Gì nữa? Mua hàng, như tôi muốn mua cái điện thoại này, làm nào? Tôi làm nào? Kích vào đây. Xong sao? Mua ngay. Cái này gọi là cái gì? Ai bảo đây mới là chi tiết sản phẩm chứ? Cái này cơ mà. Ai bảo là thông tin khách hàng? Giỏ hàng. Đúng không? Nhưng mà cái giỏ hàng nó lại không phải là một đối tượng nhé. Nó không phải là thực thể. Đấy chứ, bởi vì chúng ta không lưu trữ nó. Các bạn lưu trữ giỏ hàng làm quái gì? Giống như các bạn đi siêu thị, các bạn có cái giỏ đúng không? Nhưng mà các bạn có bê cái giỏ về nhà? Bởi vì đồ trong giỏ hàng chưa chắc đã là những cái thứ các bạn sẽ mang về nhà, đúng không? Cho nên các bạn lưu trữ cái thứ đấy nó là một cái thứ rất là thừa thãi, không cần thiết. Chọn không? Bây giờ bao giờ các bạn mua và trả tiền rồi, thanh toán rồi thì đấy mới là sản phẩm của các bạn, đúng chưa? Đúng, chính xác, hóa đơn. Đúng chưa? Hóa đơn. Gì nữa? Đấy, chúng ta xác định đây, 1, 2, 3, 4, thể là cái này. Gì nữa? Đấy, những cái này. Đúng rồi, đánh giá. Đúng chưa? Gì nữa? Cứ từ đây mà nhìn ra tôi chẳng có cái vẹo gì cả. Gì nữa? Thế thằng nào là thằng sẽ thêm sản phẩm vào hệ thống này? Đứa nào? Hả? Thằng nào? Thằng admin. Đúng không?
Thằng admin thế thằng nào là thằng trả lời những cái comment này? Hả? Hả? Lại thằng quản trị. Là thằng nhân viên chứ. Nhưng mà làm sao nhân viên vào được đấy? Nó phải đăng nhập đúng không? Nó phải đăng nhập thông qua tài khoản đúng không? Thì như vậy thì chúng ta sẽ có cái thực thể là người dùng. Người dùng khác với khách hàng. Được chưa? Khách hàng họ không đăng nhập vào làm gì cả. Khách hàng họ gửi phản hồi thôi. Họ sẽ điền email, tiêu đề phản hồi và nội dung phản hồi gửi đi xong. Họ chẳng cần phải đăng nhập vào đây gì cả. Nhưng mà những cái thằng người dùng này này là những cái thằng mà phải đăng nhập vào. Đúng chưa? Tạm thời có bằng này. Tôi bỏ bớt cái này. Dễ không? Đấy, khi mà làm hệ thống nó phải nghĩ tất cả các chức năng rồi sinh ra cái thực thể này. Có thể xong. Được chưa? Đi vào. Đi tùm lum như tôi này, để tí có không gian mà vẽ. Không là tí không có chỗ mà vẽ đâu. Cách nhau ra một tí, không có chỗ vẽ đâu. Mua luôn cho nó sĩ.
đây mua đấy 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 mua chưa, điền vào, điền vào rồi bấm thanh toán khi nhận hàng là sao? Tôi mua chém à, tôi thiếu cái điện thoại tôi phải mua con dở hơi này. Sao khách hàng có gì? Em khách hàng thế, cái này là cái gì? Ừ, giới tính. Gì nữa? Tên. Gì nữa? Số điện thoại. Gì nữa? Địa chỉ. Đâu địa chỉ ở đâu? Không có nhưng mà cần phải có địa chỉ. Ờ thì địa chỉ. Gì nữa? Cách thức giao hàng sau nhé. Cách thức giao hàng từ từ. Được chưa? Gì nữa? Tạm thời vào này thôi nhé. Bây giờ muốn thêm thì tự vẽ lại, các bạn tự vẽ lại. Bây giờ tôi chỉ viết những cái thứ cơ bản đó. Thế trong danh mục, danh mục thì có gì? Có gì, có gì, có gì. Sao? Danh mục thì có cái gì? Sao lại các bạn sản phẩm? Sản phẩm phải là con của danh mục chứ, đúng không? Rồi từ từ bình tĩnh. Bỏ, tôi nói là các loại sản phẩm là sai. Qua chuyển sang cái của kính khác đi. Chứ danh mục phải có tên chứ, đúng không? Đúng chưa? Rồi danh mục là phải có đường dẫn chứ. Biết vì sao gọi là đường dẫn không? Đây này, các bạn bấm vào một cái danh mục nào đấy, các bạn sẽ nhìn thấy cái đường dẫn của nó đây này. Ở đây đúng không? Phụ kiện này bấm vào đây một cái, các bạn sẽ nhìn thấy cái trừ, cái từ gì đây. Đây, ví dụ khuyến mại này. Đúng chưa? Tablet này. Đúng chưa? Đúng chưa? Có phải đường dẫn không? Mỗi một cái sản phẩm danh mục có một đường dẫn riêng. Và đường dẫn này lại sử dụng cái gì? Sử dụng cái phục tính ghi gì mà chúng ta vừa mới học? Nhét dép vào mồm bây giờ. Gì? Đúng rồi, unique. Unique. Được chưa? Chẳng có cái danh mục nào nó trùng tên và chẳng có cái danh mục nào nó trùng đường dẫn cả. Nên nếu trùng đường dẫn thì biết vào cái danh mục nào. Đúng chưa? Rồi, tiếp tục. Gì nữa? Gì nữa? Hết chưa? Icon. Mỗi thằng có một cái icon nhá. Đúng không? Cái này không thể bịa được. Đúng không? Icon. Đúng không? Những cái gì hiển thị trên web đều là lưu trữ trong cơ sở dữ liệu hết. Được chưa? Rồi, tiếp theo này. Ví dụ, tôi về trang chủ nhé. Bấm một cái tablet, các bạn nhìn đây này. Đây là những cái gì? Ví dụ, tôi vào thêm một trang nữa đi. Thôi rồi, tạm thời thế đã. Tạm thời thế đã. Vẽ ra nhiều, chúng ta không làm được. Đúng chưa? Xong chưa? Và tất nhiên để xác định được một cái danh mục thì chúng ta cần phải có cái ID cho nó. Kể cả khách hàng phải có ID, người dùng phải có ID. Bây giờ cái đèn chúng ta tự thêm vào, không thêm. Tiếp nào. Đến những cái đánh giá thì sao? Những comment này thì sao? Ví dụ tôi vào một cái sản phẩm tôi comment đi. Tự tin lên mình phá mà, mất gì của bọ. Đây. Có gì? Hả? Nếu thích thì cho nó một cái tiêu đề đi. Tiêu đề, nội dung. Đúng chưa? Đây, đây nữa. Tên người gửi đúng không? Đúng chưa? Không nhỉ? Thời gian gửi. Đúng không? Sản phẩm. Sản phẩm thì có gì? Cái này là cái core nhất thì chắc chắn là nó rất là nhiều. Tên. Giá. Giá. Hãng. Số lượng. Số lượng gì? Số lượng ở đâu ấy? Đào đâu ra đấy? Đâu? Số lượng đâu? Quản lý có số lượng. Cái việc đấy là của hệ thống khác.
cái việc quản lý số lượng sản phẩm nó là của về về hệ thống về kho nhé. Cái hệ thống về kho là khó vãi trưởng luôn đấy, thấy chưa? Rồi bỏ qua số lượng, chúng ta sẽ chỉ có thể biết là sản phẩm này còn hàng hay không còn hàng thôi, thấy chưa? Trạng thái sản phẩm gì nữa? Gì nữa? Xuất xứ đây, hãng đây rồi. Gì nữa? Chất liệu rồi các cái thể loại khác đúng không? Được chưa? Thôi đi ngày rồi chúng mày cứ vẽ rồi thì chúng mày ám hộ. Xong chưa? Rồi tiếp. Hóa đơn thì sao? Tên khách hàng. Gì nữa? Giá gì? Giá thanh toán. Nếu tôi mua nhiều sản phẩm thì sao? Số tổng. Tổng tiền. Địa chỉ. Đúng không? Phương thức giao hàng. Đúng không? Rồi thì cái gì? Phương thức thanh toán. Đúng chưa? Hết chưa? Rồi ok. Hết thì tí tôi đào ra tiếp. Thế yên tâm, tôi đào chỉ có những cái đào đúng, không có đào bầy, đào bò, đào bừa thì không. Được chưa? Xong cái này là đã đủ tạo ra các bản chưa? Đủ rồi đúng không? Nhưng mà chúng ta lưu ý này, nếu mà như thế này, sản phẩm nhá, tập trung vào cái sản phẩm này. Tôi thêm một cái sản phẩm bất kỳ vào đây thì làm sao tôi biết được cái sản phẩm này thuộc cái danh mục nào? Đúng không? Nếu mà tôi viết như thế này không, làm sao tôi biết được cái sản phẩm này thuộc cái danh mục nào? Đúng không? Chuẩn chưa? Thế giờ phải thêm cái gì vào đây? ID của danh mục. Đúng không? Từ từ ok, từ từ bình tĩnh. Nếu mà nói như này các bạn sẽ không hiểu. Tất cả cái đề đây, như này. Thứ nhất, chúng ta phải làm rõ quan hệ đã. Ví dụ, trong một danh mục có bao nhiêu sản phẩm? Nhiều. Một. Nhiều. Đúng chưa? Một sản phẩm thuộc mấy danh mục? Một đúng không? Thằng này là ngược lại là một. Một đúng không? Thì chúng ta sẽ lấy số to nhất. Ở đây thằng này to nhất là mấy? Một đúng không? Ở đây to nhất là mấy? N. Đây là quan hệ một nhiều. Xong chưa? Tiếp theo, một đánh giá sẽ có thể có mặt ở trong bao nhiêu sản phẩm? Ăn vả hay ông đánh giá kiểu gì cho ông được nhiều sản phẩm này? Có khi đấy, đấy nó là một cái sản phẩm, một cái đánh giá khác. Được chưa? Đấy nó có mặt ở một sản phẩm khác thì đấy là một đánh giá khác, chứ nó không phải là một đánh giá có mặt ở nhiều sản phẩm được. Đúng chưa? Một đánh giá lại có ở mặt ở một sản phẩm. Một sản phẩm lại có bao nhiêu đánh giá? Lại một và nhiều. Đây là quan hệ một nhiều. Được chưa? Tiếp theo Một sản phẩm có thể có mặt trong bao nhiêu hóa đơn? Nhiều. Đúng không? Ví dụ thằng này mua của Thế Giới Di Động cũng một cái sản phẩm là iPhone gì đấy, đúng không? Thằng Hữu kia đi mua cũng vào cái điện thoại đấy. Thì vậy thì một loại sản phẩm này có thể bán được cho hai thằng, là hai hóa đơn khác nhau. Đúng chưa? Và một hóa đơn có thể có mua được bao nhiêu sản phẩm? Một hóa đơn có thể mua được mấy? Nhiều sản phẩm. Thế đây là quan hệ gì? Ăn vạ bây giờ thằng nào mà. Đúng rồi, quan hệ nhiều. Đúng chưa? Chuẩn không? Xong chưa? Tiếp tục. Chúng ta ví dụ như người dùng này, một người dùng sẽ có thể tạo ra mấy sản phẩm?
bởi vì cũng phải có người dùng đăng nhập vào để tạo được sản phẩm chứ, đúng không? Thì một người dùng có thể tạo ra nhiều sản phẩm, nhưng mà một sản phẩm được tạo ra bởi một người dùng thì đây là một nhiều. Thấy quan hệ chưa? Thấy quan hệ chưa? Tiếp tục này, dựa vào lại cái mớ một nhiều này. Tiếp tục này, thằng nào đã chế được cái ảnh này? Hiếu. Thằng Hiếu. Một sản phẩm có mấy ảnh? Nhiều. Đúng rồi, một sản phẩm có nhiều ảnh đúng không? Bởi vì ảnh chúng ta lưu trữ là đường dẫn. Mỗi một phim, mỗi một cái ô đấy chúng ta chỉ chứa được một ảnh thôi. Đúng chưa? Cho nên chúng ta phải tách cái hình ảnh, đây là ảnh này có thể là ảnh đại diện, tức là ảnh cover đấy. Được chưa? Nhưng mà nếu mà ảnh chi tiết thường thường là 4 đến 5 ảnh đúng không? Chúng ta phải tách ra thêm một bảng nữa là ảnh sản phẩm. Quan hệ với đây là nhiều một, đúng không? Xong chưa? Tiếp tục. Tiếp tục. À, cái gì nhỉ? Hãng. Đúng không? Hãng ví dụ như bây giờ nó tạo ra cái iPhone. Ví dụ thằng Tùng kia nó làm, nó là quản trị viên, nó tạo ra cái iPhone. Nó viết cái chữ Apple. Cái gì nhỉ? Đúng không? Nhưng thằng Hùng cũng là một quản trị viên khác, cũng tạo ra một cái sản phẩm. Ví dụ thằng Tùng kia nó tạo ra, nó thêm cái sản phẩm iPhone 8. Thằng Hùng này tạo ra cái iPhone X cơ. Nhưng thằng Hùng này là fan hâm mộ của Apple, nên nó biết là Apple là biết như thế này, đúng này. Đúng chưa? Thế sau này tìm kiếm là như thế nào? Thằng nào đúng, thằng nào sai? Đấy. Thấy chưa? Đúng không? Cho nên cái tên này là phải thống nhất, chứ không thể chọn người được, đúng không? Cho nên cái hãng này lại phải chế ra thêm một cái bảng nữa là hãng sản xuất. Quan hệ với sản phẩm là như thế nào? Một hãng có nhiều sản phẩm. Chuẩn chưa? Đấy. Tôi vẽ một lúc nữa thì một mớ. Tôi thề luôn. Sao? Đây là cái cách chúng ta tiến hành xây dựng ra cái cơ sở dữ liệu. Được chưa? Xong chưa? Và nãy giờ chúng ta đang làm cái gì đấy? Sau khi xây dựng xác định thực thể này, nào, tập trung vào đây. Khi mà tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu thì chúng ta có những cái bước như sau. Đầu tiên là nhận thẻ bài. Sau đó đọc yêu cầu. Xác định, cái này gọi là cái gì? Đúng rồi, xác định thực thể. Được chưa? Xác định thực thể. Sau khi xác định thực thể xong làm gì? Đúng rồi, vẽ ra các thuộc tính. Vẽ ra các thuộc tính của thực thể này từng cái một. Được chưa? Mỗi một cái thực thể, mỗi một cái thuộc tính này nó chính là một cột của chúng ta. Hình dung không? Rồi, tiếp tục này. Tiếp theo là gì nữa? Tiếp theo là gì? Nối những cái quan hệ giữa các cái thực thể này với nhau. Bây giờ nối vào thằng kia không đi vào rồi mình ăn bảng. Bây giờ đấy mình nhau quan hệ theo công thức một nào. Đâu nờ nờ đi thấy nờ nờ đi còn gì nữa? Xác định ở hai phía, sau đó lấy cái số to nhất. Được chưa? Xong chưa? Và làm rõ ra các cái thực thể khác liên quan. Nó sẽ giúp chúng ta thêm những cái bảng khác vào trong cơ sở dữ liệu. Được chưa? Dễ không? Tạo DB dễ, thiết kế DB dễ cực kỳ. Chuẩn không? Không. Có gì khó ạ? Ở đây tôi thấy nãy giờ các ông toàn cười phớ lớn. Thế có thấy cái gì dễ đâu, có gì khó đâu. Toàn thứ dễ. Dễ không đâu? Không khó chút nào vậy? Không có việc làm mà khó được không? Còn chém thì dễ, chém thế nào cũng chém được. Đúng chưa? Đó, thì thứ nhất. Ở đây thứ nhất là tôi dạy chúng ta cái cách xây dựng cái cơ sở dữ liệu thông qua việc xác định thực thể, các thuộc tính thực thể và quan hệ thực thể. Tiếp theo tôi sẽ dạy chúng ta thêm về cái vấn đề là có những loại quan hệ nào trong các thực thể. Được chưa? Xóa nhá. Chưa. Hả? Làm gì nữa? Mà chưa thì sâu.
từ sau sẽ nhờ Vân Anh đứng đây ngồi vẽ rồi. Tôi không phải viết, tôi viết không ai đọc được đâu. Đến tôi quay lại tôi còn chẳng đọc được nữa. Vân Anh tạo dáng đi, quay mặt lại tạo dáng đi. Được chưa? Đúng không? Về nhà ông đọc rồi. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ có những cái quan hệ giữa các cái thực thể như sau. Thực thể còn gọi là bảng đấy. Thì các cái thực thể chúng ta có những cái quan hệ là dạng là một quan hệ dạng một nhiều, quan hệ dạng nhiều đấy, ba quan hệ. Một sẽ xảy ra khi nào? Ví dụ như lúc nãy tôi có nhắc đến cái tài khoản đúng không? Hay còn gọi là người dùng, hay còn gọi là user đấy. Tôi hay dùng từ user, nó sát nghĩa hơn. User đúng không? Trong user có ID này, có name này, có email này, có password này, đúng không? Nhưng thực tế ra một con người này, một cái thông tin của con người nó rất là nhiều. Ví dụ như tên bố này, tên mẹ này, số chứng minh nhân dân này, tên con này, tên vợ này, quê quán này, nơi sinh này, ngày sinh này, giờ sinh này, đủ thể loại nữa đấy. Giờ đến là 12 cái rồi, à đâu cũng 9 cái rồi, 9 cái cộng với thêm 4 cái này nữa là mười mấy cái rồi, đúng không? Chưa tính là các thông tin tôi kể tiếp này, Skype này, Yahoo này, Facebook này, Slack này, Twitter này, đúng không? Instagram này, đúng không? Đấy, hết bằng này đầu ngón tay. Mỗi đốt ngón tay là một thông tin, đúng không? Nó quá dài đi, chuẩn chưa? Nó quá dài. Và sau này nếu mà nhiều user vào rồi, càng nhiều thông tin trong một bảng thì cái tốc độ truy vấn chúng ta càng chậm, đúng không? Được chưa? Nên là những cái thông tin chỉ để dùng để đăng nhập, người ta thường tách một bảng riêng như này. Một bảng tiếp theo là user info. Info thì những cái tên bố, tên mẹ, số hộ khẩu, cái gì, số chứng minh nhân dân, ngày sinh, các thứ kiểu vứt lên, tách ra. Bây giờ để làm nhất là dễ quản lý. Cái thứ hai nữa là làm tăng cái công phần truy vấn hệ thống lên, được chưa? Thế vậy thì chúng ta tách ra là ví dụ như Facebook này, Yahoo này, rồi thì scanning các thứ bao chậm. Nhưng nếu biết như này thì làm sao xác định được cái thằng user này là sở hữu thông tin này? Thêm cái cột user ID vào đây, đúng không? Đúng chưa? Từ sau chúng ta đã biết ID của một người rồi, chúng ta lại thực hiện select sao from user info where user ID bằng cái ID chúng ta cần tìm. Và sao, đúng không? Được chưa? Xong chưa? Rồi thì từ một thằng user ID ở bên này thì có xác định được cái tài khoản của thằng này là gì không? Có chứ, đúng không? Ví dụ như kiểu là trong này chúng ta có cái email dự phòng, đúng chưa? Thì sao? Ví dụ trong trường hợp quên mật khẩu ấy, đúng chưa? Thì lấy giờ cái email dự phòng đấy chúng ta select ở trong cái bảng này. Sau đó thì chúng ta sẽ tìm ra được cái thông số user ID ở đây, đối chiếu sang bên này để lấy ra cái name email của người ta và gửi email về email gốc này. Xong chưa? Đấy, đây là quan hệ này. Một. Được chưa? Quan hệ một là khi một bảng chúng ta nó có quá nhiều field và chúng ta không muốn chứa nhiều field như vậy, mà chúng ta muốn tách nó ra, thì chúng ta đơn giản tạo một cái bảng khác chứa thông tin và có một cái cột nó đại diện cho cái ID chính của cái bảng chính, hai dữ liệu tương đương, và luôn luôn là một user chỉ có một info, đảm bảo việc đấy là xong. Và cái việc đấy nhiều hay ít là phụ thuộc vào cái gì? Phụ thuộc vào cái việc code PHP nó xử lý.
đúng không? Thế thôi, thế thì và hoàn toàn các bạn có thể, nếu mà các bạn không thích để là hai bảng, chúng ta giải quyết cái vấn đề quan hệ một một bằng cách là bê hết toàn bộ các cái thuộc tính ở bên này vứt xuống đây và xong, đúng không? Biết rồi, đây quan hệ một một. Tiếp theo quan hệ một nhiều, tiếp theo quan hệ một nhiều thì thường thường diễn ra với cái tròn này, đó là danh mục và sản phẩm, đúng không? Ví dụ danh mục thì thường có ID này, name này, đúng không? Sản phẩm thì cũng có ID này, name này, ảnh này, rồi các thông số khác, được chưa? Một danh mục thì nó sẽ có nhiều sản phẩm, nhưng mà một sản phẩm thì chỉ luôn luôn có một danh mục thôi, được chưa? Thì để giải quyết cái vấn đề quan hệ một nhiều này thì cái bảng mà có cái số 1 ấy, đây là có số n đúng không? Thì cái bảng này gọi là bảng cha, bảng này gọi là bảng con. Bởi vì một ông bố thì chỉ có mấy đứa con? Nhiều đứa con. Chỉ có mấy là nhiều rồi. Được chưa? Tiếp theo một đứa con thì có mấy ông bố? Có nhiều bố này. Mấy là nhiều. Có mấy bố, hai lần như thế nào? Em một. Một trăm thôi à? Một. Không bị đứt hơi đâu. Một. Số. Một. Số bố. Chấm. Một số bố đúng không? Rồi. Thì bảng này là bảng con. Thì con ấy, thì luôn luôn đi với một cái gì đó của bố. Thì chúng ta sẽ để đây là danh mục. Cái dây ID, được chưa? Bạn con luôn luôn mang cái ID của bạn cha. Bởi vì cái mỗi một cột nó chỉ lưu trữ được một dữ liệu thôi mà, 1, 2, 3, 4 à, thì nó lưu trữ được ra cái ID của cái danh mục cha và nó là xong, được chưa? Và sau này khi muốn tìm tất cả các sản phẩm nằm trong cái danh mục A nào đấy, chúng ta sẽ xác định được cái ID của nó, đúng chưa? Dựa vào cái ID chúng ta thực hiện select sale from sản phẩm where danh mục ID bảo cái ID của danh mục cha thì là xong, được chưa? Thì lấy ra hết tất cả sản phẩm con của sản phẩm của cái danh mục đấy, được chưa? Và khi này thì chúng ta gọi cái cuộn nào này, cái này này, cái danh mục ID, cái này chúng ta gọi là cái tên là foreign key. Dữ liệu của nó là khóa của cái dữ liệu bên này, đúng không? Nhưng mà cái dữ liệu này nó không nằm, thực tế là nó không thuộc về cái thông số của sản phẩm, nó là cái thông số của một cái bảng bên ngoài. Thì cái này gọi là foreign key, khóa ngoại, đối với từ cái bảng sản phẩm đến cái cột ID của bảng cha là bảng danh mục, được chưa? Khái niệm này người ta gọi là khái niệm foreign key. À, mỏi chân quá, đứng nhiều quá. Đứng từ sáng đó rồi. Tôi ngồi bên nhé. Ngồi bên này. Biết đâu đấy đấy. Mọi người bên bên này. Không, không tin cái thằng ấy đâu. Nó hớt tôi xuống ghế, nhục. Xong chưa? Đấy là cách giải quyết quan hệ một nhiều. Vấn đề quan hệ cuối cùng là quan hệ gì? Nhiều nhiều, nó đã xảy ra trong tình huống là sản phẩm và hóa đơn. Ví dụ như vừa rồi, đúng không? Ví dụ sản phẩm có ID của sản phẩm, name của sản phẩm, hóa đơn có ID của hóa đơn, đúng không? Đúng chưa? Còn các thông số khác kệ cho. Ví dụ như kiểu là danh địa chỉ nhận này, phương thức nhận hàng này, phương thức thanh toán này, ngày giờ tạo hóa đơn này, đấy là việc của nó, chẳng liên quan đến mình cả. Nên tôi không đưa vào đây, bởi nếu nó có tên thì nó là một đẳng, đúng chưa? Thế giờ làm sao để giải cái quan hệ một nhiều à nhiều nhiều giữa hai cái này? Có hai cái ID của hóa đơn và sản phẩm ID của hóa đơn. Chỉ luôn.
Thế luôn. Tức là chứng tỏ là cái sản phẩm này chỉ được bán cho một hóa đơn kia, không thể nào được mua cái sản phẩm này nữa. Đúng không? Thế chế ăn cướp ngay. À, cách giải quyết quan hệ nhiều đó là người ta sẽ tạo ra một cái bảng phụ sản phẩm của nhà. À, đây là người ta gọi là cái bảng. Ví dụ trong trường hợp này nó có tính rất là hay, chi tiết hóa đơn. Cái bảng này gồm những cái cột gì? Cột sản phẩm ID và cột hóa đơn ID. Thêm một nữa là cái cột giá tại thời điểm bán, số lượng. Xong chưa? Này gì ạ? Giải quyết được gì? Ví dụ như sau. Ví dụ như tôi có cái sản phẩm là chuối. Hóa đi là 1, 2 là sắn, 3 là khoai, 4 là mì. Được chưa? Hóa đơn của tôi nó sẽ có hóa đơn 1 là của ông Thiện, hóa đơn 2 là của bà Vân Anh, hóa đơn số 3 là của ông Minh. Mình nào không biết. Được chưa? Bây giờ ông Thiện này mua khoai, mua mì. Bà Vân Anh cũng mua khoai và mua sắn. Mua cả chuối nữa. Được chưa? Ông Minh thì chỉ mua chuối thôi. Sở thích rất đặc biệt, mua duy nhất chuối, không mua gì cả. Được chưa? Cái việc này có thể xảy ra trong thực tế đúng không? Chuyện này bình thường. Bây giờ lên chú như nào? Ví dụ sản phẩm 1. Sản phẩm 1, ví dụ ông Thiện nha, ID là mấy? 1. Mua sản phẩm nào? 3. Đúng chưa? Xong cái đã, mua xong cái đã, tính xong 3. Giá thì insert cái thời điểm ông ấy mua, insert giá vào đây. Được chưa? Ví dụ như là 5 đồng. Số lượng là 2 cá, hai củ khoai. Được chưa? Tiếp theo ông ấy mua thêm cái gì? Mì. Hóa đơn này là 1. Mua cái gì? 4. Đây là 6, đây là 1. Xong chưa? Tiếp theo đến bà Vân Anh mua gì? Chuối. Hai là mua 1. Đơn giá là 7. Số lượng số lượng 10 quả. Được chưa? Được chưa? Rồi, tiếp theo. Tiếp theo lại bà Vân Anh. Tại 2 đúng không? Mua gì? 2. 3. Số lượng lại giá là 5 đúng không? Giá bằng nhau rồi. 5, số lượng 1. Lại Vân Anh mua gì nữa? Hai nữa. Đây là một đầu, một cùi. Được chưa? Còn ông này thì tương tự, ông Minh thì tương tự. Được chưa? Xong chưa? Như này thì sao? Như này sao? Khi tôi muốn tìm kiếm trong cái hóa đơn của anh là 1, muốn biết xem trong cái hóa đơn này có những loại sản phẩm nào thì làm cách nào? Select sao from chi tiết hóa đơn where hóa đơn ID bằng 1 thì nó sẽ lòi ra cái thằng này. Đúng chưa? Lòi ra hai thằng này. Lòi ra hai thằng đấy thì chúng ta sẽ làm sao? Tiếp tục select trong thực hiện câu lệnh select thứ hai là select sao from product, đúng không? Where ID in cái sản phẩm hóa đơn này. Đúng không? ID in hoặc là ID bằng 3 hoặc là bằng 4 đúng không? Nhưng mà thực ra chúng ta dùng ID in thì hay hơn, thì nó sẽ lòi ra được là khoai và mì. Đúng chưa? Tiếp theo nếu tôi muốn biết Vân Anh thì làm tương tự. Select sao from chi tiết hóa đơn where hóa đơn ID bằng 2, nó sẽ lòi ra cái số này. Đúng chưa? Sau đó chúng ta lại select sao from product where ID in 132, nó sẽ lòi ra những sản phẩm của Vân Anh mua.
đúng chưa? Ngược lại, chiều ngược lại, tôi muốn biết là cái sản phẩm chuối này được ai mua, đúng không? Để lần sau tôi sẽ khuyến mại chuối cho người đấy, và thậm chí khuyến mại thêm nhiều mặt hàng hoa quả khác, đúng chưa? Thì làm sao? Select sale from chi tiết hóa đơn, đúng không? Where sản phẩm ID bằng 1, đúng chưa? Ở đây nó lòi ra bảng vấn này. Đâu? À, ừ, còn mình nữa. Đây, đây, còn chưa biết xong. Chưa biết xong, ông lòi ra thêm ông này nữa. Đúng chưa? Thì nó lòi ra được cái thông số hóa đơn của ông này, là biết được tiếp là ông mua trong, khi mà ông mua chuối thì ông mua thêm cái gì. Được chưa? Để lần sau, mỗi khi ông mua chuối thì tôi sẽ khuyến mại thêm một củ sản. Được chưa? Đúng không? Đó, giải quyết được cả cái hai phía. Thì cái việc chúng ta tương tác như thế này này, người ta gọi cái bảng chi tiết hóa đơn này gọi là bảng phụ. Bảng phụ. Trong cái bảng phụ này có một cái đặc điểm như sau. Bảng phụ thì thường thường giải quyết quan hệ một nhiều giữa một hoặc là hai hoặc là ba bảng với nhau. À, ừ, hai bảng với nhau và ba bảng với nhau. Thì khi mà giải quyết số lượng bảng bao nhiêu thì chúng ta lấy thẳng các cái cột ID của những cái cột thành của những bảng thành viên, ví dụ như sản phẩm và hóa đơn, làm thành cột của cái bảng phụ này. Được chưa? Đây, đặc điểm đây, ID hóa đơn và sản phẩm ID, đúng không? Được chưa? Và chúng ta set luôn, chúng ta lưu ý, chúng ta set luôn cả hai cột này thành primary key. Được chưa? Set thẳng luôn hai cái cột này trở thành primary key. Bởi vì làm gì có cái một cái hóa đơn nào mua đến hai quả chuối nhưng mà lại làm đi làm lại hai lần, nếu mà mua hai quả chuối thì phải tăng số lượng lên, đúng chưa? Chẳng có ai mà làm đi làm lại hai lần, tính rất là mệt, đúng chưa? Đấy là cái cách giải quyết cái quan hệ một à nhiều ở trong cái cơ sở dữ liệu của chúng ta, xong chưa? Đi vào. Xóa đi nhá. Ôi, xóa đi rồi, không chụp nữa. Quay rồi. Quay mà có cái gì ở trên màn hình đâu. Bây giờ để có cái iPad ở trên màn hình. Đấy là ở phía không? Thu được đấy. Nghe to luôn. Nhưng mà nói thế chứ thực ra tôi chẳng bao giờ xem lại video của tôi. Thề với các bạn luôn. Chẳng bao giờ xem lại. Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra foreign key ở trong cái việc tương tác cơ sở dữ liệu ở đây. Thì đây các bạn coi này. Ví dụ chúng ta có đây nó nhìn này. Ví dụ chúng ta có cái bảng product nữa đi. New table từ cái product này. Đây là ID đúng không? ID của product này. Name của product này. Rồi đây là created buy là người nào tạo ra, đúng không? Người nào tạo ra cái sản phẩm này, đây bảng product. Xong. Đây cái bảng product của tôi, đúng không? Sau khi tạo ra rồi tôi sẽ tiến hành design table. Bây giờ tôi tạo. Bởi vì user và product là quan hệ gì? Một người dùng có thể tạo ra nhiều sản phẩm và một sản phẩm chỉ có thể tạo ra được bởi một người dùng. Đúng chưa? Thì chúng ta sẽ tạo ra foreign key, thì các bạn nhìn thấy cái tab foreign key đi không? Bấm vào, sau bấm vào add foreign key, hoặc là như tôi thì bấm vào đây, được chưa? Các bạn nhìn thấy cái field này không? Làm đi, làm luôn đi. Ngồi dán hết cả cổ. Được chưa? Rồi. Field này, các bạn bấm vào field, các bạn nhìn thấy cái cột này sẽ là cột foreign key của chúng ta, đúng không? Đúng không? Cột nào là foreign key thì phải biết chứ. Kích vào đây. Ok. Reference data, database á, thì chúng ta chọn là cái database của mình luôn, reference table là bảng gì? Bảng hiện tại của chúng ta là bảng product này, bây giờ reference đến bảng gì?
User cột gì? Cột ID đúng không? Ok. Sau đó on delete thì chúng ta chọn cascade, on update cũng chọn là cascade. Chúng ta có hai loại cascade và restrict, tí nữa tôi sẽ giải thích. Được chưa? Này là xong, xếp xuống. Ok, xong phim. Nó tạo ra một cái foreign key đấy. Dấu hiệu khi mà cái cơ sở dữ liệu của chúng ta có foreign key á, rất dễ. Chúng ta vào cái diagram, nhìn thấy cái đường này không? Được chưa? Đấy, kéo đi đâu nó không đứt ra. Đấy, đấy. Được chưa? Đấy nó là cái hình foreign key. Không có thì tức là không tạo thành công. Thế thôi mà không biết. Được chưa? Rồi. Tiếp tục này. Tôi sẽ có một chút cái warning về những cái mối quan hệ trong bảng cơ sở dữ liệu của chúng ta như sau. Ví dụ các bạn sẽ sau này cần phải làm giải quyết cái vấn đề đó là khi mà chúng ta đặc biệt là giải quyết cái thằng danh mục ấy. Cái thằng này rất là phức tạp. Danh mục này. Thì ví dụ chúng ta vào báo, vào trang báo chúng ta sẽ nhìn thấy, ví dụ như vào 24 giờ các bạn sẽ thấy rất là rõ. Đây, các bạn nhìn thấy gì đây không? Menu đa cấp đúng không? Mỗi cái menu này là một cái danh mục á. Tôi thề với các bạn luôn, mỗi cái này là một cái danh mục á. Được chưa? Xong sao? Tại sao show hover và show bit cái nơi sổ ra cái gì sao, sao hoang, sao hàn, sao Hollywood? Đối tại làm sao? Nó cũng là những cái danh mục thôi, nhưng tại sao nó lại nằm dưới nhau? Rồi thì vớ vẩn là hover xuống, nó còn có cấp nữa rồi. Đây. Không biết có không? Đây chắc không có. Nhưng bên này sẽ có. Thấy không? Đúng chưa? Làm sao? Tức là danh mục tự bản thân nó cũng quan hệ với chính nó, với quan hệ là một nhiều. Đúng không? Ví dụ tôi sẽ có danh mục là ID này, name này, parent ID này. Đúng chưa? Tôi sẽ có danh mục như này, ví dụ như ở đây tôi sẽ có là tin tức ID 1, tin tức parent ID, thằng này nó ở gốc rồi, nó có gì đúng không? Không. Tiếp theo ID bằng 2 nên là tin thế giới. Tin thế giới là phải con của tin tức đúng không? Thì là ID là 1, đây bên này thằng này. Xong rồi 3 là tin thời sự, là tin trong nước. Là tin trong nước là con của tin tức này đúng không? Thì nó là ID là 1. Được chưa? Xong rồi tin trong nước thì chúng ta tin chia ra lên 4, tin trong nước này lại có con ở vị tin thế giới này, có con là Taliban cái gì đấy, XYZ. Nó cái này nó phụ thuộc về tin thế giới đúng không? Thì nó có PND điểm mấy? 2. Đúng chưa? Càng nhiều ra thì cái quan hệ của nó càng lằng nhằng với nhau. Đúng chưa? Xuất phát từ một cái gốc, nó sẽ đẻ nhánh. Ví dụ như đây là tin thế giới này, đây là tin thế giới này, và tin tức này, sổ là tin thế giới này, đây là tin thế giới, đây là tin trong nước. Từ tin thế giới này sổ là tiếp tin Taliban, đây là tin Mỹ, đây là tin Hàn Quốc. Được chưa? Từ cái tin trong nước này sổ ra tin xã hội này, đời sống này, văn hóa này. Văn hóa này sổ ra thêm là tin y tế này, tin về ngôi sao này, tin về bóng đá này. Đây là mô hình dạng cây. Được chưa? Và sau này chúng ta phải giải quyết cái thứ này này, thì chúng ta phải tìm đến một cái thứ gọi là đệ quy để giải quyết vấn đề này. Thì thế thì nó mới làm được như này. Được chưa? Nhưng mà cái này tôi sẽ dạy các bạn sau. Nhưng mà chúng ta luôn nhớ được một cái điều, đặc biệt là với những cái trường hợp những cái thứ mô hình giống như là danh mục,
Thực ra khi mà người ta chia danh mục ấy, chẳng qua để giúp cho người đọc có thể tìm kiếm những cái tin mà sát với những cái nhu cầu của họ hơn không. Được chưa? Đây là ý tốt, nhưng mà từ những cái nhu cầu đấy nó sinh ra cái việc mà kỹ thuật phải giải quyết rất là khó. Đó là sinh ra một cái mô hình dạng cây như thế này. Và mô hình đấy nó là biểu trưng của cái việc là tự danh mục quan hệ lại với chính nó và quan hệ một nhiều. Được chưa? Và cái thằng đệ quy này là cái thằng chúng ta làm là phải từ sau nghe đến phải cẩn thận, bởi vì thằng đệ quy nếu làm không tốt nó chạy đến bao giờ máy hỏng thôi, hoặc là tắt server đi thôi. Thằng này có đệ quy vô hạn, nó giống như việc là chúng ta chạy một cái vòng lặp while đấy, chạy một vòng lặp while mà không bao giờ thoát được vòng lặp đấy, nó giống y hệt như vậy đó. Cái việc này xảy ra phải thật cẩn thận, nó khổ hơn so với việc ngày xưa chúng ta code JavaScript ở chỗ là JavaScript tắt chỉ việc như là xong, đúng không? Nhưng mà ở trong cái ngôn ngữ backend này chúng ta không có công cụ nào để test cả, nó cứ thế nó quay thôi. Nếu bao giờ theo nào thôi hoặc là chết thôi, được chưa? Đó, phải lưu ý. Còn bây giờ chúng ta thử tìm cho tôi cái từ khóa là cascade và restrict khác nhau ở đâu? Đó, tìm hiểu đi, đọc đi. Sau đó sẽ được làm bài tập. Đọc đi. Xong chưa? Sao? Xong chưa? Ôi, có mấy chữ mà lâu ấy. Quá kẹp.
chúa thế. Không giờ rất suýt là gì hả? Rất suýt dùng khi nào à, với tác dụng gì? Cascade không có tiếng Việt đâu. Cái từ cascade dùng để làm gì? Ôi đâu nhỉ? Đây này. Ờ, không có thật này. Ờ, chờ tí. Kiểu gì chẳng có à? Kiểu gì chẳng có à? Đây. Khi chúng ta tiến hành... cái này liên quan đến vấn đề cha con, cái bảng cha và bảng con thường thường là bảng con nó sẽ mỗi bảng một bảng cha sẽ có rất nhiều bảng con đúng không? Thế vậy thì chúng ta đã thử tưởng tượng ví dụ như có khoảng 1.000 sản phẩm nằm trong danh mục điện thoại, nhưng mà quản trị viên vào hoặc là thằng nghịch ngu nào vào nghịch cơ sở dữ liệu xóa mất cái danh mục điện thoại đi thì những cái thằng con kia tính sao? Tính sao? Đúng không? Ví dụ một danh mục ID là 1 này, nó sẽ có 1.000 thằng sản phẩm con là sản phẩm điện thoại con, đúng không? Nhưng nếu chúng ta nghịch ngu hoặc là lỡ tay xóa mất cái danh mục ID bằng 1 kia đi thì 1.000 thằng con kia tính sao? Hả? Nếu chúng ta chọn cái foreign key theo dạng là cascade thì 1.000 thằng con kia tự động bay luôn. Hiểu chưa? Hiểu vấn đề chưa? Đó. Còn loại thứ hai là loại restrict. Cái loại này này. Loại này. Khi mà chúng ta chọn restrict thì nó sẽ không cho phép xóa. Nó không cho phép chúng ta xóa cái bản ghi ID, danh mục ID 1 kia luôn. Nếu mà để xóa được cái danh mục ID bằng 1 kia thì chúng ta phải xóa 1.000 những thằng con kia đi trước để cho cái thằng 1, thằng ID 1 nó không còn ràng buộc gì thì mới được xóa thằng cha. Được chưa? Mày lại không ghi gì. Ông Mai hỏi lại không biết gì. Tiếp theo chúng ta còn hai loại nữa là loại set null. Đó là nếu mà chúng ta chọn cái loại set null này ấy, thì nếu trong trường hợp thằng cha bị xóa đi thì toàn bộ mớ con mới được set về null và no action, đó là không có chuyện gì xảy ra. Khi thằng cha xóa thì kệ thằng cha, cái đám con này vẫn cứ có ID bằng đấy, chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà như thế không nên, sau này tìm lại nó rất là khó. Thank you.
Xong chưa? Đó. Bây giờ bài tập của chúng ta như sau. Vân Anh ghi bài này. Chúng ta còn nhớ cái bài, cái đề tài mà chúng ta chọn khi mà làm cái giao diện không? Giao diện bài tập lớn ấy. Xây dựng cơ sở dữ liệu cho cái giao diện này, cho cái đề tài mà chúng ta chọn luôn và ngay, ô hay. Hoặc là chọn một cái đề tài mới để làm cơ sở dữ liệu. Tạo từng bước một như lúc nãy tôi hướng dẫn ấy. Xong sau đó output ra cuối cùng là cái bảng, tất cả các bảng trong hệ thống. Bọn này lại đần thối mặt rồi không biết cái gì ấy. Thằng Hùng có hiểu gì không? Chọn một cái đề tài. Ừ. Sau đó là xây dựng thực thể, xét thuộc tính thực thể, tạo quan hệ thực thể, sau đó là tạo thành bảng trong cơ sở dữ liệu. Được chưa? Bài này đến buổi sau tôi sẽ kiểm tra rất là chặt, bởi vì nó liên quan đến cái bài bảo vệ của chúng ta. Cho nên cứ liệu liệu mà làm, không làm được thì ăn đòn. Được chưa? Bắt đầu luôn, làm đi. Cái gì? Buổi sau là thứ 6 thì sao? Tất nhiên kiểm tra bình thường chứ. Không kiểm tra để chúng nó thoát à?